Trà xanh là gì? Một trong 10 câu hỏi có lượt tìm kiếm cao nhất trong năm 2021 vừa qua. Một trong những lùm xùm tình ái được cộng đồng mạng quan tâm nhiều nhất sau nghi vấn mối tình tay ba Thiệu Bảo Trâm, Sơn Tùng, Hải Tú là ồn ào tình cảm của Diệp Lâm Anh và ông xã xảy ra vào cuối tháng 10 năm 2021. Nhiều nguồn tin cho rằng Diệp Lâm Anh và ông xã ly thân do xuất hiện người thứ ba. Thậm chí không ít thông tin khui ra được Tiểu Tam xen vào mối quan hệ của hai người là một người mẫu sở hữu ngoại hình nóng bỏng. Về phía chồng cô, doanh nhân Đức Phạm, anh phủ nhận mọi tin đồn không hay và cho biết cả hai đã gặp nhiều trục trặc trong hôn nhân từ trước. Về phía Diệp Lâm Anh, người đẹp gần đây còn gây xôn xao dư luận khi có màn đối chất cực gắt với Quỳnh Thư, người được đồn đoán là Tiểu Tam trong mối tình này. Quỳnh Thư cũng không phải dạng vừa khi có phát ngôn gây nhiều tranh cãi. Với tôi, trên một trận đấu tình trường, người nào không được yêu thì là người thứ ba. Ngay lập tức, phát ngôn của Kiều Thanh từng nổi đình nổi đám với vai diễn Trà Ca Ve trong bộ phim truyền hình Phía Trước Là Bầu Trời của đạo diễn Đỗ Thanh Hải được cư dân mạng đào lại vì quá giống với phát ngôn của Quỳnh Thư. Cụ thể, Kiều Anh nói, tôi tự hào vì là người thứ ba, hãy sống như tôi. Lời tuyên bố hùng hồn của nữ diễn viên hiện tại đang được bàn tán sôi nổi. Trong một group nổi tiếng gần 500.000 thành viên, thu về hàng trăm bình luận ném đá. Khán giả dường như ngày càng phẫn nộ trước làn sóng Tuesday, ngày càng trở nên mạnh mẽ. Phát ngôn này từng được Kiều Thanh công bố tại họp báo phim Hoa Hồng Trên Ngực Trái, từng làm khuynh đảo dư luận một thời. Cô tự tin công khai mình là kẻ thứ ba, còn cho biết thêm gia đình đối phương cũng như vợ cả ủng hộ mối quan hệ, thậm chí luôn yêu quý nữ diễn viên và coi cô như người một nhà. Mặc dù nhận về cái nhìn không mấy thiện cảm của cộng đồng, nhưng diễn viên Trà Ca Ve chẳng hề bận tâm, cô còn khuyên mọi người nên học theo lối sống đó. Nữ diễn viên chia sẻ, Thanh chưa làm đám cưới vì có lý do riêng, Thanh là vợ hai, nhưng vợ cả là yêu quý và thần tượng Thanh. Ba người đi chơi với nhau bình thường, con gái yêu thương quay quần vui vẻ với nhau. Thực ra Thanh đã từng mặc áo dài in chữ hỷ ra mắt nhà chồng, ra mắt chị cả, nhưng quy mô hẹp thôi. Người thân trong gia đình đều chứng kiến cả, chỉ có không công bố ra ngoài thôi. Theo lời chia sẻ của Kiều Thanh, cô và chồng đến với nhau không phải vì tình yêu mà vì tình thương. Bởi người đàn ông này và vợ không hạnh phúc, vợ anh chấp nhận buông tay và giao trách nhiệm cho Kiều Thanh. Thời điểm Kiều Thanh đến với chồng cũng là lúc anh có nhiều biến động vô sản. Đó là lý do cô không thể rời bỏ anh khi cần cô nhất, cô nói. Vì sao mà tôi đến với anh? Vì chị buông tay. Tình yêu của chị không đủ lớn để nắm anh ấy nên chị giao trách nhiệm cho tôi. Tôi có nói chuyện với con trai lớn của chị, tôi bảo. Bây giờ con lớn rồi, cô mới nói chuyện với con. Cô không cướp bố các con, không cướp chồng của mẹ con. Con về hỏi mẹ xem cô có nói thật không? Những lời này năm ấy có phải mẹ nói không? Chị không cấm em đi với chồng chị đi chán rồi sẽ về. Từ bây giờ chị giao chồng cho em và tôi nhận. Về mối quan hệ với vợ cả, Kiều Thanh cho biết anh và vợ vẫn chưa ly hôn. Vợ cả vẫn làm tròn bổn phận của một người vợ trong mắt gia đình, nhưng chồng vẫn là của riêng cô. Vợ cả sống riêng một nhà, Kiều Thanh và chồng sống riêng một nhà. Cả hai đều không chấp nhận cảnh chung đụng. Việc chăm sóc con chung, con riêng đối với Kiều Thanh cũng không phải vấn đề, bởi con của vợ cả vẫn yêu quý cô và ngược lại, vợ cả cũng chăm sóc con trai cô khi đi chơi chung. Trước câu hỏi có sợ bị chỉ trích khi công khai là người thứ ba, Kiều Thanh thẳng thắn đáp, đúng vậy, tôi là người thứ ba đấy, nhưng các bạn hãy sống như tôi đi, là một người thứ ba như tôi, được vợ cả yêu quý như thế đi. Tôi muốn làm người tiên phong phá bỏ định kiến về người thứ ba là xấu, vì một người thứ ba như tôi chỉ mang lại điều tốt đẹp cho gia đình của người đàn ông của tôi. Cả gia đình anh ấy cảm ơn tôi, vợ anh ấy cảm ơn tôi, các con anh ấy yêu quý tôi, mọi người hãy làm người thứ ba như tôi, nhìn tôi mà học, tôi có thể tự tin để nói những điều ấy. Nữ diễn viên cũng khẳng định cô không bào chữa mà chỉ đang thông báo tới khán giả về thành công cô đã đạt được, là được xã hội và người thân ghi nhận. Kiều Thanh còn gây chú ý khi được phong danh hiệu nghệ sĩ ưu tú vào năm 2015. Sự nghiệp diễn xuất của cô lên như diều gặp gió qua một loạt các dự án bom tấn thời bấy giờ như Gái Nhảy, Dòng Sông Phẳng Lặng, Sinh Mệnh.